Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiếp tục làm rõ và khởi tố thêm 15 đối tượng thanh thiếu niên còn lại trong nhóm đối tượng có hành vi chém dầm khiến một thanh niên trọng thương giữa trung tâm thành phố. 15 thanh niên tiếp tục được xác định liên quan đến sự việc xảy ra vào tối ngày 18 tháng 2 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, đều ở độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, trú tại các quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà và Cấm Lệ. Được biết vào thời điểm trên, Trần Tiến Dũng 19 tuổi, Nguyễn Huy Hoàng, Đặng Mậu Vinh Huy 17 tuổi cùng trú tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên trên địa bàn thành phố. Khi nhóm của Vũ Văn Minh 17 tuổi trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê xuất hiện tại cung thể thao Tiên Sơn, cả ba nghĩ đó là nhóm thanh niên mâu thuẫn với mình nên về rủ cả nhóm gần 30 thanh niên lấy hung khí tự tạo gồm dao, mã tấu và quay trở lại xông vào chém tới tấp khiến anh Minh bị thương tích nặng. Chỉ khi chém xong, các đối tượng mới biết là đã chém nhầm. Ngay sau khi vụ việc, công an quận Hải Châu đã khẩn trương làm rõ và khởi tố gần 20 thanh niên trong nhóm của 4 đối tượng đã tham gia vào việc chém anh Minh. Hiện số thanh thiếu niên đang được áp dụng các quy định cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.